trên thư giãn. Dạ, anh có yêu cầu bạn nào không ạ? Mời quý. Dạ, anh ngồi ghế để một lát nha. Cảm ơn. Canada. À, Canada vô đây nói với Hiền yêu cầu Minh không biết Minh là luôn, xong á ổng đưa cái video mà em vừa đòi cho anh đó. Hiền kêu Mỹ, ổng kêu Mỹ đó, kêu Mỹ thì yêu cầu em vừa đầu không biết em qua video hả? À, là điểm em mới đến đây là mình muốn đi đó hả? Hả? Em mới đến đây còn vậy hả? Vì con nhắm ông gặp nhầm là Minh đó. Có video đầu tiên không á? Video đầu tiên. Không có hỏi thông tin của em quá trời, anh dám cho. Hả? Anh lâu lâu anh sợ em lấy thông tin bị kia. Mà đang biết tên Minh, mà đang kêu Minh. Mì. Anh không nói thì ai nói? Mì chứ là Minh đâu. Mà đang ấm vô kêu Minh. Anh đi công tác cộng đồng. Thằng này hỏi tên mình giấu à? Hỏi ta ra số điện thoại. Phải lên Instagram cũng muốn mà con chủ vô soi như thằng mình không cho vô soi thằng được phê của em cái đó nói gì không?
nào nói gì. Ông đang nói chuyện với em biết rồi đó. Cầm vua vậy đó. Rồi gái xinh dễ tính bình thường mà vui ha. Ba anh đâu có nói mà anh cũng có đâu. Ba anh đâu có nói hả? Ừ. Vui rất thích mấy người đâu ai nói thì trái anh cũng thích mà số đang được lấy nó mang ren mạng những men. Anh quay á, anh vừa về là ông kẹt vừa vô. Em gọi luôn. Chị cô có chuyện bánh Nhật luôn hả? Hả? Chị cô bánh kia luôn hả? À. Của hai người.
khế hả? Mười khế hả? Thấy không? Từ xã hả? Ừ. Bơ. Đây. Phải đây. Lại mua lại lại. Thank you.
người nước ngoài có làm đây xíu ừ. Thấy lạ xíu tại vì bên đó làm gì có mà ừ. Dùng tiền mua máy ảnh mà chưa có. Cái bữa quay bằng máy gì? Bữa máy là máy của Nhật. À. Kiệt qua điện thoại bữa giờ mà. Tự hai đứa anh tạch cho nhau phải tội không? Tránh không buồn. Nhiều lúc nó không có mà thôi.
anh mới vừa làm việc hả? Có đâu. Anh nói làm gì? Ấy, hồi cũng như là hay đi làm việc với là có bạn ở đó cũng là tên Thư Lê của Tóc thôi. Quen nhiều mà, phải phải còn hút lương đó. Bây giờ hút lương này. Mà hút lơ, mà hút lơ toàn hút lơ hay ca. Chạy rồi. Dễ thương như thế nào? Ừ. Cũng đáng dễ thương như thế nào? Như cho có một đứa nào đó mặc y như gì mà mặc y chang luôn. Em có tim của em nha. Ừ. Có team nhóm của em chơi chưa? Dạ. Em ấy. Em cũng có. Một mình người yêu thôi à? Ừ. Thế thôi. Khỏe. Mình hiểu. Mày. Rồi sao đi đánh game? Hả? Nghĩ gì ra hả anh? Thôi bây giờ đang nghe hết nơi. Kiền lắm. Kia ra rồi, kia cũng yêu qua làm lại kia rồi. Ừ. Bên nó cũng có làm cái nam này. Có, mình gọi đưa. Có gọi đưa vô xin không? Hình như có, nhưng mà gọi sơ sơ à. Ừ. Nhà qua thì... Ok. Tại vì... Em có cái tiệm đi, là những sinh. Mô. Mà của Hàn Quốc nha. Mô. Mà vô được không? Bình thường. Nhưng mà mấy người biết nói tiếng Anh. Kiểu có đạp trên lưng cái gì? Không. Xin lỗi. Tí nữa không đợi một bảo hiểm về sờ uổng. Hư tóc uổng. Dạ. Tiếng. Một ba. Xong khách hàng vô, fan hàng vô hết rồi mới đi. Anh biết tiếng Anh không anh? Dục tiếng Anh. Biết vô nói chuyện với ông, mấy ông nó vui lắm. Đúng rồi. Bên ông có hai ông mà. Hai ông là chủ đó. Ừ. Có một con phiên dịch. Hôm qua đều đầu tư ghê nhỉ. Ừ. Có một con phiên dịch. Ông Bôn biết mấy tiếng Anh không? Ừ. Nghĩ của em. Còn dạ, dốt mà nó biết gì cả. Đúng anh đó. Hả? Anh dốt. Hả? Anh cũng dốt tiếng Anh. Thôi sao? Việc mà. Dạ, đang em. Biết. Biết. Hi my friend. Like and subscribe my channel, người học lớp. Goodbye.